trước khi trở thành một nàng geisha thực thụ, các geisha thực tập, hay còn được gọi là Maiko, sẽ phải trải qua những gì? Tại video lần này, Nippon Club sẽ giúp bạn khám phá thêm về nhiều góc khuất trong cuộc đời của một Maiko, trước khi trở thành một nàng geisha cao quý nhé! Maiko là ai? Maiko là từ tiếng Nhật, dùng để chỉ những cô gái đang tập sự, hay đang học việc để trở thành một geisha thực thụ. Maiko sẽ được đàn chị geisha chỉ dạy từ việc nhảy múa, âm nhạc, nghệ thuật giải trí, đến kỹ năng giao tiếp với khách, theo các hình thức văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Cũng như geisha, Maiko cũng làm những công việc như rót rượu, trò chuyện, khiêu vũ, và đôi khi là bồi tiếp khách hàng, tại các bữa tiệc và các địa điểm giải trí. Họ là những lứa tiếp theo kế thừa nền văn hóa đặc trưng lâu đời, đang có xu hướng mai một từng ngày này. Maiko được tuyển chọn từ khắp cả nước, với độ tuổi quy định là từ 15 đến 20 tuổi, và đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Do đối tượng tuyển dụng của Maiko bao gồm cả độ tuổi còn là trẻ vị thành niên, nên việc tuyển dụng các Maiko cần có sự cho phép của gia đình. Maiko thường phải trải qua những buổi tập luyện khắt khe, học các nghi lễ, nghi thức, trong căn phòng được gọi là Okiya. Mục tiêu của họ là trở thành những nghệ nhân geisha thực thụ. Khi chính thức được trở thành geisha, họ sẽ có địa vị và mức lương tốt hơn nhiều so với một Maiko học việc. Thời khóa biểu của một Maiko. Mỗi Okiya sẽ có một giáo trình khác nhau, nhưng lịch trình chủ yếu thông thường sẽ như sau. 8 giờ sáng, thức dậy. Maiko sẽ thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày. Sau khi ăn sáng xong, Maiko sẽ tới trường để tham gia các buổi học như múa, ca hát, cắm hoa, thư pháp, v.v. Các bài học được diễn ra tại sân khấu nằm trong khu phố Hanamaki, nơi các geisha sinh sống và làm việc. Maiko được cấp thẻ học viên và có các ưu đãi chiết khấu hỗ trợ học phí như một sinh viên bình thường. Ngoài ra, gần đây, số lượng khách du lịch nước ngoài ngày càng tăng, vì vậy Maiko có thể sẽ được tham gia các lớp học luyện tập nghe nói bằng tiếng Anh. 12 giờ, nghỉ trưa. Sau giờ học buổi sáng, Maiko sẽ về lại Okiya để ăn trưa. Sau đó, họ sẽ tiếp tục luyện tập vào buổi chiều. Vào những ngày nghỉ học, họ sẽ tự tập luyện tại Okiya và dành chút thời gian để thư giãn cho chính bản thân. Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Maiko là khi có thời gian thì phải tới chào hỏi các quản lý của từng phòng Okiya và các đàn chị geisha đã hỗ trợ dạy họ những buổi học trước đó. 15 giờ. Chuẩn bị phòng tiếp khách, có trải chiếu tatami. Từ khung giờ này, họ sẽ bắt đầu chuẩn bị trước công việc cho buổi tối. Maiko cần phải hoàn tất các bước trang điểm trong 1 giờ đồng hồ đối với Maiko mới và khoảng 40 phút đối với Maiko chuyên nghiệp. Trang điểm xong, Maiko sẽ tiến hành mặc kimono. Kimono của Maiko có một chiếc obi dài và rất khó để có thể tự buộc nó một mình, vì vậy sẽ có một người đàn ông chuyên hỗ trợ mặc nó cho họ. Ngoài ra, kiểu tóc của Maiko được làm hoàn toàn từ chính tóc của cô ấy. Do đó, họ cần ủ tóc mỗi tuần một lần ở thẩm mỹ viện chuyên nghiệp để có mái tóc dài và mượt nhất. 18 giờ, thời gian làm việc. Khi các công việc chuẩn bị hoàn tất, các Maiko sẽ đến phòng có khách đang đợi sẵn. Trong phòng đợi trải chiếu tatami, Maiko sẽ biểu diễn các điệu nhảy, chơi trò chơi, chúc rượu khách để làm sôi động không khí của bữa tiệc. Một phòng tatami mất khoảng 2 giờ phục vụ, nhưng Maiko được yêu thích sẽ được khách yêu cầu tiếp tục phục vụ cho đến khi kết thúc tiệc. Vì không có địa vị như các geisha, trong khoảng thời gian này, nhiều Maiko sẽ phải trải qua những mặt tối trong ngành. Họ có thể bị khách hàng sàm sỡ, quấy rối, bắt uống rượu và có khi là cả tắm trong rượu. Không phải là tất cả, nhưng đây cũng là điểm đen nhỏ đằng sau công việc của Maiko. 1 giờ đêm. Trở về phòng Okiya. Sau khi hoàn thành công việc ở tất cả các phòng tatami, Maiko sẽ trở lại Okiya vào khoảng 1 giờ đêm. Vì vậy, sau khi chăm sóc vệ sinh cá nhân xong, trung bình thường các Maiko sẽ chỉ có 5 đến 6 tiếng để nghỉ ngơi. Lương của Maiko. Maiko được xác định là giai đoạn đào tạo để trở thành geisha, nên họ sẽ không được trả lương. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được cho một hai man yên, khoảng 2 đến 4 triệu đồng, cho những chi tiêu thật sự cần thiết. Okiya sẽ chịu mọi chi phí sinh hoạt cần thiết như thức ăn, quần áo, chỗ ở và chi phí cho các khóa học. Sau đó, Maiko sẽ trả lại dần cho Okiya, thường sẽ mất khoảng 5 đến 6 năm. Người ta nói rằng sẽ cần một số tiền khổng lồ cho đến khi Maiko trở thành geisha. Chi phí bỏ ra để có thể được Maiko phục vụ. Có 3 khoản phí phải trả khi chơi trong phòng tatami có Maiko phục vụ là phí hoa, phí ăn uống và phí tiệc tùng. Trung bình tổng số tiền bạn cần chi trả cho một lần được Maiko phục vụ vào khoảng từ 5 đến 9 man một người, khoảng từ 9 đến 17 triệu đồng. Phí hoa, từ 30.000 đến 50.000 yên một người, khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu rưỡi. Phí hoa là phí khách hàng phải trả để được Maiko phục vụ. Phí ăn uống, từ 10.000 đến 20.000 yên, từ 1 triệu 7 đến 3 triệu 4. Đây là mức giá tối thiểu để mua chỗ ngồi, rượu, đồ ăn dùng trong bữa tiệc. Chi phí có thể thay đổi, tùy thuộc vào loại rượu và đồ ăn mà bạn dùng. Phí tiệc tùng cũng từ 10.000 đến 20.000 yên. Đây là số tiền phải trả cho Maiko biểu diễn nhảy múa, đàn ca, giúp không khí bữa tiệc được vui vẻ. Tất nhiên, để thuê geisha phục vụ, thì số tiền bạn phải trả sẽ cao hơn thế rất nhiều. Nhìn lại, để trở thành một nàng geisha cao quý, một phần đại diện cho hình ảnh văn hóa Nhật Bản, Maiko phải sống với lịch trình dày đặc, không có thời gian dành cho bản thân, nhiều quy định khắt khe, phải sống và làm việc không lương suốt nhiều năm. Ngoài ra, họ không được phép sử dụng điện thoại di động. Nếu muốn liên lạc về nhà,
phải dùng thư tay hoặc điện thoại công cộng. Việc phải tiếp rượu khách tới say xỉn khi độ tuổi còn khá nhỏ, cùng với khả năng bị sàm sỡ, cưỡng ép, vân vân, là những góc khuất mà một Michael có thể sẽ phải trải qua. Nếu là bạn, bạn có dám đánh đổi để trở thành một nàng gây sa kiều diễm hay không?